Ước nguyện cho mọi người, hôm nay ngày 5 tháng 10, mình có một số cây khai thác núi rừng, bao gồm cò kê, bạch chỉ và hồng quân. Những cây đã sống khỏe. Đầu tiên là cây cò kê, mã K1. Cây này là cây tàn rin, cây tàn thiên nhiên, cây dáng bay. Cây có chiều ngang là 50, chiều cao lên là 20, cây đang bông trái trên cây. Dòng cò kê thì bông trái quanh năm, cây rất là siêng bông. Cây K1 giá 450, mình vào ship. Quả cà kê khi chín có màu tím đen. Dòng này rất là dễ đầu quả. Cây K1 giá 450, mình bao ship. Một cây cà kê dáng bay. Mọi người có thể làm một cây dáng đổ. Tiếp theo là lô cà kê mã K2, lô bao gồm 2 cây. 2 cây này có chiều cao từ 35 đến 40. Cà kê cho quả chùm. Hoa của cây có màu vàng. Quả cà kê thì có thể ăn được. Giá cả lô 2 cây là 280 bao ship. Lô cà kê mã K2. Hoành thân thì tầm 8 xăng. Giá 280, mình bao ship. Lô K2, 2 cây cà kê. Hai cây đều đang có bông trái trên cây. Tiếp theo là cây bạch chỉ mã K3, cây này cao 60, hoành thân tầm 23. Cây có bộ đế tỏ đều, bạch chỉ hay gọi là cây vú dãy bò hoặc là cây vú bò. Quả cây khi chín có màu đỏ cam, quả ăn ngọt và thơm ngon vì quả ăn rất là ngọt. Cây K3 giá 350 mình bao ship, cây có chiều cao là 60. Cây có bộ đế rất là mạnh. Cây bạch chỉ mã K4 giá 280 bao ship. Cây này cụm bề rất là đẹp. Mọi người vào khay chầu oval hoặc chữ nhật thì rất là hợp với dáng cây. Cây cốt lùng lực. Chiều cao tương đối là 30. Giá 280 mình bao ship. Cây có bộ cốt rất là đẹp. Cây chiều ngang đế tầm 20. Giá 280 mình bao ship. Tiếp tục là cây bạch chỉ mã K5. Cây này mình giao lưu mọi người là 300 bao ship. Cầm cốt lung lực. Cốt tương đối to. Nhìn cây rất là già. Chiều cao tương đối cũng là 30. Cao đến mặt cắt là 20. Cây này mọi người vào chậu tròn, khay mỏng thì sẽ hợp với dáng cây. Giá 300 bao ship. Cây bạch chỉ mã K5. Tay cành thì vừa tầm để mọi người vào dây. Cây này mọi người lên chậu và đi dây thì sẽ rất là tương lai. Lô K6 bao gồm 3 cây cò kê, 3 cây mini. Những cây này cao trên dưới 20. Giá cả lô 3 cây là 300, mình bao ship, giá rất là mềm để mọi người sưu tầm.
Dòng cà kê thì hoa quả quanh năm, cây rất là dễ đậu quả. Những loại này mọi người vào chậu mini chơi rất là hay. Cây này dáng bay, có thể làm một cây bay đổ, giá trị 300, bao ship cả 3 cây, lô ca 6. Cây hồng quân mã K7, cây này có chiều cao là 30, giá 260, mình bao ship. Cây này mọi người nuôi tầm 2 tuần nữa thì có thể bầu dây. Dòng hồng quân thì quả khi chín có màu đỏ tươi, quả ăn có vị chua ngọt, ăn rất là ngon, kích thước lá bé, rất là hợp để mọi người làm cây bonsai. Cây dáng cây rất là hay, cây thân già, giá 260, mình bao ship. Tiếp theo là cây hồng quân mã K8, cây này có chiều cao là 35, giá 300, hình bao ship, kỳ thân lắc rất là hay. Chiều cao 35, cây hồng quân mã K8, giá 300, hình bao ship. Cây này thì mọi người nuôi tầm 2 tuần nữa thì có thể bầu dây. Dòng hồng quân chơi bonsai rất là hay. Kích thước lá bé, quả chín có màu đỏ tươi và đặc biệt quả ăn rất là ngon. Lô cà kê mã K9, lô 3 cây, giá 350, mình bao ship. 3 cây này có chiều cao tương đối tầm 20. 3 cây cà kê mini, giá cả lô 3 cây là 350, mình bao ship. Cây cà kê mặc dù kích thước bé nhưng cây vẫn cho quả bình thường. Cây sẽ cho hoa quả quanh năm. Những cây này mọi người vào chậu mini chơi rất là hay. Lô K9 giá 350, mình bao ship, gồm 3 cây. 3 cây cà kê mini, kích thước tầm tương đối là 20. Cây trà Phúc Kiến mã K10, cây này có chiều cao là 55, giá 380, mình bao ship. Cây thân co gấp, cây rất là hay. Hoành thân tầm 16, chiều cao 55, giá 380, mình bao ship. Cây trà Phúc Kiến mã K10. Cây cuối cùng trong clip là cây bạch chỉ mã K11, giá 350, mình bao ship. Cây có chiều cao tương đối là 45, cụm bể liền cốt. Tay cành thì vừa tầm để mọi người vào dây, giá 350, mình bao ship. Cây trà, cây bạch chỉ mã K11, bạch chỉ hay gọi là cây chú dạy bò. Cái này là cây cuối cùng trong clip, mọi người chốt hay liên hệ số điện thoại phía góc màn hình. Đây là số Zalo của mình,